Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh á. Thì video này Đại sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy, đó là của hàng dòng Kawasaki nha mọi người. Này TJ45E nha. Thì là đời thế hệ mới á. Hàng này á là hàng nội địa Nhật 100% nha. Cam kết cho mọi người là không phải là hàng của sức Việt Nam của mình ha. Đó, cái màu này Việt Nam không có đâu. Thì hàng này là hàng chưa đổ xăng nha mọi người, mới 100% nha. Thì máy này thí dụ mọi người có chốt máy thì Đại sẽ châm xăng và test riêng, gửi riêng cho người nào chốt máy ha. Nhưng mà thì bây giờ Đại quay là Đại sẽ không có đổ xăng vô test nổ nha, tại vì cái giá trị của nó là nằm ở con máy là chưa xăng nha mọi người. Thì con này dung tích xi lanh này kia của nó là 45cc nha. Đường kính bê tông của nó là 42.5 ha. Đó, đây lốc có đóng da bằng nè. Đó, anh nên da bon nha. Da bon thì nghe mấy anh em nói là con này nó xuất Pháp vậy đó mọi người, Nhật xuất Pháp vậy đó nha. Đó, máy móc nguyên zin cặn bọng thì theo zin của nó luôn nha. Nè, chế van rồ tay đỏ, le đỏ tự động nè. Đó thì hàng này thì có một cái anh kia ảnh trúng mini game mọi người. Rồi ảnh thì ảnh làm xây dựng, ảnh không có sử dụng nên ảnh cũng ở Cần Thơ luôn đó. Rồi Đại mới nhờ ảnh, thôi bây giờ anh không ấy thì thôi anh cứ anh đem về đi rồi em xuống em lấy, thì cái phần quà của anh thì em sẽ bù thêm tiền cho anh đó. Ví dụ giá trị máy nhiêu bù thêm cái phần ảnh không lấy máy thì anh lấy tiền thì quy ra cộng thêm cho ảnh ha. Đó nè, máy là chưa xăng ha. Thì con máy mới vậy thì thí dụ bán thì Đại cũng sẽ bảo hành cho tất cả mọi người 1 năm nha. Những con máy mới thí dụ mà nó có trường hợp nó có lỗi hơi này kia đó gì trong cái thân máy á thì Đại sẽ thu hồi về và trả tiền cho mọi người nha. Mình cứ yên tâm cái vấn đề đó ha. Đó, mà hàng này thì hàng hàng này là hàng của hàng nội địa Nhật thì lúc nào nó cũng sẽ chất lượng hơn nha mọi người. Nè, chế bọng nè, lược nè, khô gan thấy không, chưa có dấu xăng gì vô hết ha, cực kỳ luôn. Chế van rồ nha, chữ van rồ nằm đây nè. Con máy này rất là đẹp nha mọi người. Nè, chữ van rồ nằm chỗ này nè. Đó, TJ45 nha, cần bọng nguyên zin của nó luôn ha. Đó, chưa có like gì hết, nói chung là chưa rửa luôn nha. Thì về sau là Đại để y vậy ha, chứ thì nói chung là cái giá trị nó nằm thì ở chỗ vậy thôi mọi người. Đó, máy bãi về thì mọi người thấy nè, nó chày nè, có những vết chày này phải chịu rồi nha. Nói chung là đồ bãi mà không có để như đâu phải như trong thùng đâu mà nó không chày được mọi người, đúng không? Đó từ chỗ một chỗ bugi nữa nè mọi người xem nè, chà bá luôn ha, làm rất là uy tín chất lượng luôn ha, mọi người thấy chưa. Rồi bên đây nè, đây để chữ Kawasaki luôn nha. Hàng này không có phải là của Thái Lan đồ sản xuất rồi mình nhập về đâu nha mọi người. Nó mà thấy cái tâm chưa, thì nguyên zin của nó là như vậy nha. Mà khi ví dụ mọi người chốt cái Đại sẽ lên cái tay ga lớn cho mọi người để mọi người sử dụng nha. Đó thì rồi trước mắt thì tại đã sẽ để như vậy thôi, nó quay cho mọi người tham khảo ha. Máy cần nè mọi người, cần ổng 26 luôn nha. Đây thông số nè mọi người xem nè, không có chữ China nào ở đây đâu hết ha, hay là mắc in Thái Lan gì đâu nha. Đây quên nè, nè cái số series nè, tem mà bạc led hết nha. TJ045 nha, số series nè 066171 nha mọi người. Tâm nè, quá trời cái đầu bò mọi người, nó đẹp. Ta chưa mở ra luôn nha. Đó thì ta ra ta bóp nó này nè, xin nó là cái gì ha. Nè tem nè, nó thì con này là như sản xuất đâu năm 2010 nè mọi người. Đây có để nè, à, bên đây mọi người xem nè, cần là cần cái rắc luôn nha. Đó, Okayama tà la chân nè, mắc in da băng nè, thấy chưa, thật Âu da bon nè, 2010 nè. Nó thì thông số kỹ thuật này kia đồ tiếng ồn đồ này kia đồ nó có để giá này hết nha. Đó thì một con coi cái cần nè, tem này là không có chạy gì đâu được hết nha mọi người. Đó, tem cả rắc nè, đó tem bạc led luôn nha chứ không phải tem giấy đâu nha. Đó, mọi người xem nè, đây thì nó có chạy đôi chút nha, hướng dẫn sử dụng này kia đồng đầy đủ. Rồi tới phần đầu bò nè mọi người, thấy đầu bò chưa, đầu bò còn đóng số luôn nè. Đó, đóng số series luôn nha, đầu bò đóng chữ Kazakh luôn nè, thấy chưa.
nè, cái gì nè đó, nó có cầm tay là không có zoom lại được mọi người, để phóng vô cho mọi người xem nè, đó mọi người thấy chưa, đó. Rất là vip luôn nha. Đó, thì đây khi mà vận chuyển về còn dán keo rồi, đã chưa có chùi luôn nè mọi người. Đây bên đây là mắc in da băng luôn nè, cái đầu bò này xài trâu bò lắm nha, xài rất là bền nha. Nè, mọi người coi ốc nè, đó, ốc đen này, ốc của Nhật hết nha, nhưng ốc nè, ốc của Việt Nam này cái màu không có được về đâu, hay là những cái hàng xích nó cũng không có được sắc sảo mà tinh tế đấy, cái màu nó kiểu như nó hơi nhu nhu mà nó ống lên rồi xanh xanh gì đâu nha mọi người, thật sự. Đó, nói chung thì có sao thì đại nói vậy ha. Đó. Máy nè. Đó. Dây à. Dây nhợ thì thôi rồi luôn. Nó rồi. Dây nè. Hơi cái không nổi luôn mọi người. Đó. Rồi thì máy này giới thiệu thì đến đây thì thôi cũng kết thúc nha mọi người. Rồi chào mọi người ha, và hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo nha.